Xin chào mọi người, em lên thêm cây gọng kính nhật anh chị ha, gọng titanium phun viền. Dòng này thì các anh chị về phải thay mắt anh chị ha. Những cái dòng phun viền này thì các anh chị có thể thay được mắt kính anh chị nhé. Còn những cái dòng mà nửa viền hay dòng ba mảnh ấy, thì anh chị chỉ thay được dạng mắt mica thôi, vì là những cái đấy mà thay mắt kính ấy, nó nặng, nó yếu nên anh chị sẽ may thay mica. Còn cái dòng phun viền như này thì anh chị thay mắt kính hay mắt mica đều ok hết, bởi vì nó phun viền nó sẽ giữ được nó khỏe hơn. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho em 0902277552. Em cảm ơn.